Sáng nay tại thành phố Tam Điệp, Liên đoàn bóng bàn tỉnh phối hợp với báo Ninh Bình và Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp tổ chức giải bóng bàn Cúp báo Ninh Bình lần thứ 18 năm 2024. Tới sự có lãnh đạo Liên đoàn bóng bàn tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Tham gia giải là các cây vợt xuất sắc đến từ 14 câu lạc bộ trong tỉnh. Giải thi đấu nội dung đôi nam lãnh đạo các đơn vị sở ngành địa phương. Các nội dung phong trào gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Tại các nội dung phong trào tiến hành chia bảng, chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc nhất vào thi đấu vòng bán kết và chung kết. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao tặng 30 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Điệp. Đây là số tiền do các đoàn vận động viên, các đơn vị doanh nghiệp tài trợ giải, quyên góp ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đây là giải truyền thống được tổ chức thường niên hàng năm. Thông qua giải nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế phấn khởi trong học tập, lao động, công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với việc quy tụ được nhiều tay vợt xuất sắc của bóng bàn tỉnh hiện nay, nên nhiều trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, thể hiện trình độ chuyên môn cao của các vận động viên. Giải đấu cũng là dịp để các câu lạc bộ, các vận động viên được thi đấu, cọ sát, giao lưu, học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển hơn nữa phong trào thể dục thể thao nói chung, môn bóng bàn nói riêng. Bế mạc giải, ban tổ chức đã trao phần thưởng cho các vận động viên giành thứ hạng cao tại mỗi nội dung thi đấu.